Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình gửi cho các bạn cái cách để chúng ta có thể tạo được một cái chương trình quay thưởng, quay mã số trúng thưởng nhé. Đây, mã số trúng thưởng của nó 4 chữ số và gồm có danh sách người chơi và lịch sử quay trúng thưởng và những người trúng thưởng ở đây. Cho chúng ta có các cái giải giải thưởng 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là nhiều hơn nữa. Mình quay thử nhé. Điều đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái gọi là SMAC, có một cái bot. Đó, mình đang sử dụng là SMAC nhé, SMAC bot này. Đó, các bạn cần phải đăng ký. Ở đây cũng có những cái bản miễn phí, nhưng mà các bạn có thể vào đăng ký miễn phí hoặc là trả phí. Tốt nhất là các bạn trả phí để chúng ta có được sử dụng một cách tốt nhất nhé. Đó, thì khi vào đến đây thì ta cần phải lập một cái vòng quay may mắn. Đây, mình sẽ tạo cho nó một cái group mới. Tạo một cái block mới, mình sẽ cho nó là vòng quay may mắn đi. Đấy, mình sẽ cho nó là vòng quay may mắn nhé các bạn. Sau đó mình sẽ tạo thêm một cái đường text, ta có thể ghi là chào mừng bạn đến với vòng quay may mắn đi, được không? Được không ạ? Quay may mắn, chúng ta có thể thêm ở phía dưới này, đó là chương trình nào, đó. Các bạn ví dụ như chương trình. Chương trình game đi đó. Đấy, chương trình game. Đấy, chương trình game đi. Bạn có thể là chấm 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 như thế này. Bạn tạo cho nó một cái đoạn text, sau đó thì chúng ta sẽ phải hỏi họ để cho họ trả lời chúng ta một cái điều gì đó. Ví dụ như mình sẽ hỏi họ là số điện thoại của bạn là gì, không ạ? Rồi mình sẽ user input. Sau đó bạn xem lại đi. Nè. Rồi, chậm. Cái này bạn sẽ chọn nó là số. Number. Tại đây thì bạn sẽ ghi cho mình cái số điện thoại đi. Ví dụ như là số điện thoại. Có thể là như này được không? Được. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo thì các bạn cần phải tạo cho mình một cái thẻ. Đấy, cái mã thẻ. Đây, bạn sẽ lấy cái Roshan AIP này nhá. Và các bạn sẽ chọn cho mình là post. Sau đó thì ở đây mình có một cái work ở đây. Đây này các bạn. Thì mình sẽ copy cái đoạn mã này vô. Đấy. Copy. Mình sẽ di chuyển vào đây. Rồi. Ok. Và ở đây cái post này, body này mình sẽ chọn là program. Sau đó mình sẽ select những cái điều gì, mình ví dụ mình chọn là hỏi là mình sẽ lấy những cái gì, mình lấy full name chẳng hạn. Đúng không? Đây. Đây là full name này chẳng hạn, được không ạ? Đây ở trong cái work này của mình có hết này. Full name này, full này, ID này, campaign này, email này. Đó. Thì giả sử như là mình sẽ chọn lấy một cái full name này đi. Full name này nhé. Đây ở đây nó có rất nhiều này. Full name này, full name này. Và các bạn sẽ đặt cái giá trị cho nó là gì? Full name, được không?
Cái này các bạn cần phải có cái dấu ngoặc thôi. Đây mình sẽ lấy là full name, bạn add thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ lấy ở buộc này, nó là phone đúng không? Rồi phone các bạn cần chuẩn bị đây. Phone thì vừa lấy chúng ta có cái số điện thoại đây các bạn, số điện đây này, mình gọi cái số điện thoại. Số điện thoại này ở đâu ạ? Số điện thoại này ở trên này nhé. Đây này, vừa chúng ta hỏi này, số điện thoại của bạn là gì này. Đấy. Thì tiếp theo ta áp thêm một cái nữa. Ta vào cuộc tạo copy này. Ok. Copy nó. Các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn chọn cái Merchant UID. Merchant UID. Ok, cái này thêm nó là campaign. Campaign thì đây này các bạn này. Đấy, mình có sẵn ở đây rồi. Rồi mình sẽ copy nó. Mình chỉ việc đưa vào thôi. Campaign này thì ở đây nó là các cái số. Đây, các bạn quay trở lại nhé. Cái chương trình của mình đây này. À, cái số của mình nó đang là cái test. Hôm nay mình sẽ làm cái test nhé. Nó là cái số 33 này. Đây, số 33. 33 thì cái bot mình cũng phải đọc nó là số 33. Mình chỉ việc ghi số 33 thôi. À, bạn có thể thêm một cái trường nữa. Trường gọi là trường email này. Đây này. Đây, trường email. Cái này có cũng được mà không có cũng được. Email thì chúng ta không có hỏi thì chúng ta không cần ghi nhé. Đấy, không cần ghi. Không cần gì. Rồi, thế như vậy là nó đã xong cái phần phần kết nối giữa vòng quay may mắn ở bên bot so với chương trình quay thưởng. Ok chưa? Trong khi đó thì nếu như mà các bạn muốn muốn tạo cho nó một cái bảng Excel. Excel để các bạn quản lý nó thì các bạn cũng mở được cái Excel thôi. Đây này, attribute to sheet này, sau đó các bạn chọn lấy một cái Excel. Sau đó các bạn tạo lên một cái thêm mới chẳng hạn. Ví dụ mình tạo cái thêm mới này. Không năm không sáu đi, ok không? Và các cái mà mình lấy, cái mình lấy là gì? Mình lấy là ví dụ như là full name này đúng không ạ? Mình lấy là số điện thoại, đây số điện thoại mình lấy là giới tính, đây ạ, ok chưa? Đấy, ví dụ như vậy, mình sẽ lấy như vậy. Sau đó thì các bạn app đó nó sẽ ra cái file này. Đấy, file này. Và việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ test thử. Ok không ạ? Đấy, để test thử thì chúng ta phải lấy cái đường link của cái vòng quay may mắn này trước. Các bạn app link. Nó sẽ do vòng quay may mắn. Các bạn nên viết thường nhé, viết thường không giấu nhé. Ok, các bạn test thử. Rồi, bắt đầu này. Rồi, chào mừng bạn, số điện thoại của bạn này. Ok. Mã số giờ thưởng của bạn là 2702. Thì bây giờ bạn chỉ việc quay trở lại cái chương trình quay thưởng này. Bạn test thử cái phần test 33 này. Cái mã số của mình là 33 đúng không? Test thử này. Đây các bạn có thấy không ạ? Nguyễn Mạnh, mã số thưởng 27 04 này đúng không? Mình kiểm tra lại số 33, ok. Số... À, cái số điện thoại này của mình có rồi, có rồi các bạn ạ, nó là 2702 nhé. Thì mình sẽ test lại một cái số điện thoại khác để cho các bạn nhìn thấy rõ ràng hơn này. Rồi, mình sẽ ghi số điện thoại. Đấy, ok. Có mình là 2705. Bây giờ mình quay trở lại chương trình, mình test thử nhá. Quay trở lại. 2705, ok chưa?
Ok chưa? Ok nhé. Rồi. Khi các bạn test xong rồi thì bây giờ đến chương trình quay thưởng thì các bạn không cần về cái này nữa. Các bạn tắt post này thôi, tắt đi này. Tắt đi thôi. Đó, mình chỉ cần đến cái chương trình danh sách này thôi, sau đó các bạn quay thưởng. Đó, khi các bạn dừng thì các bạn chỉ việc là F5 thôi, F5 nó quay trở lại về không và cái người quay trúng thưởng sẽ được bê sang bên này nhé. Ok nhé bạn, đấy là cái cách để mình có thể là tạo ra một cái chương trình quay thưởng. Chương trình này quay thưởng rất chi là hay. Nếu các bạn xem thấy hay thì đừng quên đăng ký hoặc là để lại một cái comment, một cái bình luận nào đó ở phía dưới nhé các bạn. Xin chân thành cảm ơn bạn. Bye bye.